thăm mấy dây dưa hấu, xem trái nào thu hoạch được thì mình sẽ thu hoạch. Trái này cũng được ha, thấy cái cục cuốn nó còn xanh quá. Bên đây nó có hai trái nhỏ. Đây. Còn nhỏ. Cái trái này nằm dưới đây mà mình không thấy luôn nè. Nằm dưới đây không thấy luôn. Nằm dưới đây. Chỗ nó còn nữa nè. Đó, nó ra nữa nè. Đó, trong đây nè. Đó. Wow. Đấy, cái còn trái nhỏ trong đây nữa. Đây, một trái này nữa. Mấy trái này chưa thu hoạch được. À, còn đây. Đây có mấy cái trái to nè. Đây. Này, trái này còn đang lớn. Này, trái này lớn rồi nè. Trời ơi, nó nằm ở kế bên trái nhỏ, nó đè bẹp cái trái nhỏ này luôn. Trái nhỏ này sao thấy phi quá, nhỏ thôi. Tại bên này cũng có một cái trái lớn nè. Wow, trái này cũng to. Mà chưa tới cỡ mà mình thu hoạch ha. Đó ha. Trái này chắc ok nè. Wow. Cái đường này nó không phải là nứt. Nó giống như nó bị cái vết tẹo à. Nè. Quá ngon luôn. Cái vừng của nó nè. Wow. Giờ mình thu hoạch trái này nha. Wow, trái này. Nó tí luôn nè. Đó. Tuyệt vời. Nằm kế hai bên em của nó, hai trái nhỏ hơn. Giờ mình thu hoạch trái này. Rồi, được trái này. Quá xá to. Yêu nặng. Tay kinh không nổi. Một tay kinh không nổi luôn. Ôi giời. Ây da. Đây. Đây một trái. Mấy trái này nó cỡ lứa nhau không à. Còn lớn nữa. Trời, tới bên thì một trái nữa mà không thấy. Trời, ở chỗ này tới mấy trái luôn. Một lưới với nhau à. Một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái. Còn kia, một trái nữa. Sáu trái. Trời ơi, nó là một cúm ở đây mà sáu trái nè. Mà nó chưa có lớn hẳn. Vậy là mình thu hoạch được một trái, trái to nhất. Này. Cái chỗ này để mình nào. Lấy cái dây này che lại cho nó mát. Cho nó mát dưa hấu đi. Che lại ha. Đây có mấy trái nữa nè. Wow, ba trái. À, đang lớn. Quá xa đã. Trời, trái nằm ở đây. Nó lớn hơn. Không thấy nè. Thu hoạch được một trái. Bên kia là mướp hương kìa. Mướp hương đang ra hoa. Rồi mình ra. Giờ thu hoạch được một trái dưa hấu. Đây, một trái dưa hấu. Giờ mình ra mình thu hoạch ớt chuông nha. Trái này đang lớn. Bên đây thì là cà tím nè. Đang ra đợt 2. Đó, nó ra hoa quá trời.
hoa ra nụ. Đợt 2 là đợt 2. Đấy, bên này nó ra trái nè, đang lớn nè. Ở Nhật á, mùa hè là cà tím nè, mình trồng được một mùa thì mình trồng được 2 vụ. Một đợt á, vụ thứ nhất á, mình trồng vào khoảng tháng 4, nó lớn khoảng tháng 6, tháng 7 mình thu hoạch một đợt. Rồi sau mà mình được cắt hết cành luôn, cắt cành hết lá luôn. Cắt hết cành hết lá rồi mình bón thêm phân, bón phân vào. Rồi tới bây giờ thì nó bắt đầu nó ra được 2 nè. Cái trái nè, trái này. Wow. Wow, tuyệt vời luôn, dài. Nó ra này, ra được 2 nè các bạn. Đó. Thì được 2 đó, bên kia đang ra nè. Cái chỗ này lên cao nè. Nắng thì nó đang ra hoa. Mình cắt một lần cái nó ra tới đợt thứ 2 là khoảng tháng 9. Và khoảng tháng 9 là mình thu hoạch được một đợt nữa. Bây giờ mình ra mình thu hoạch ớt chuông nha. Ớt chuông cầu vồng đủ màu luôn. Nhưng còn gọi là ớt chuông hoa nữa. Wow, cái cây này quá xá đẹp luôn. Đó, bây giờ mình thu hoạch. Mình sẽ thu hoạch hết luôn. Để xem nó có còn ra hoa nữa hay không, ra trái nữa hay không. Nếu mà nó không ra nữa đó thì mình dọn dẹp luôn. Để mình chuẩn bị chỗ đất trồng rau mùa thu ha. Cái này vẫn vẫn ok nha các bạn. Đó. Cái màu xanh... màu này màu xanh lá mạ nè. Đây, xanh lá mạ. Xong mới chuyển sang màu màu vàng, màu cam, rồi cuối cùng là màu đỏ. Đây, màu đỏ. Đây, đây. Vời luôn. Ở dưới đất thì nó trời mưa nó bị dính cát đứt cát. Quá xá, quá xá. Quá xá đẹp luôn. Quá xá trái nở, quá xá đẹp luôn. Xanh lá mạ là tuyệt vời. Giờ này 8 giờ trời. Nắng quá trời luôn. Nắng cắt luôn, mùa hè đó các bạn. Nè. Wow, quá trái nè. Đứt không đây. Ây da, giật cho luôn. Quá xá, quá xá. Thu trái. Đây, ở trên đây mình thu hoạch hết luôn. Đó, cái này luôn. Rồi à. Nắng, nắng. Rồi xong cây này. Bây giờ mình thu hoạch tiếp cái cây bên đây. Cái này ớt chuông mà nó cái trái nó dài dài. Nó dài quá trời luôn nè. Đó. Thu hoạch vô luôn. Ủa, nó còn ra bông ra trái nữa. Đó, trái nó hoa nè. Đó, những cái trái con nè. Bữa mình thu hoạch cái cây này hết một đợt rồi, quá trời trái luôn. Nó màu xanh nó ngã sang màu đỏ ta, màu nâu nâu với màu đỏ. Cái nhánh này nó bị gãy rồi nhưng mà nó còn trụ lên. Trái này đó.
tôm nó đang chuyển sang màu màu đỏ này, màu xanh đó, nó chuyển sang màu đỏ nó dài, nó dài. Trái cái này nó xanh nè, cái này nó còn lớn được, mình để cho nó lớn nha. Đây vô phía trong nó hai trái, hai em. Cái nhánh này không khéo là nó gãy, nó nặng nè. Cái trái này nó còn được, cái trái này nó muốn cái bẹ đầu nó bị gì nè, nó không mạch luôn. Nó trời ơi, ở dưới đất nữa, nó xà xuống đất luôn nè. Nó ơi, gãy ơi, gãy canh ơi. Trời nó giòn quá. Nó xà xuống đất nè. Mình lật ra luôn. Mình vô trong tiếp. Đây. Wow. Đã quá, đã quá. À, chị ớt chuông luôn. Đây mình trồng mấy cây. Cái bữa nó nắng á, nắng gắt quá, nó chết hết hai cây luôn. Trời ơi, một cây ớt chuông hoa với một cây ớt chuông mà Hàn Quốc có cái trái nó dài vậy nè. Một nó dài ha. À, tuyệt vời. Cây kế bên. Cây này nó còn ra trái nữa. Cái này nè, mình thu hoạch rồi, nó chỉ còn ra trái nữa. Vậy cây kế bên nè. Nó. Trời ơi, mấy cái em cỏ này nó mọc cũng cao dữ à. Này. Cái cây bên đây thì nó cái trái này, trái nó tròn tròn nhỏ nhỏ vậy nè. Nó. Cái trái này sao kỳ đây. Này nó cỡ này nè. Nó cỡ nhỏ nhỏ vậy nè, đó. Góc trong này nè, quá trời trái luôn nè. Quá trời cái góc trong này ha. Bây giờ mình thu hoạch ở ngoài trước nè. Wow, trái này đỏ, xanh. Đỏ dớt. Thu hoạch luôn. Bước ra. Đó. Mấy cái xanh ở trên đây nó cũng to quá nè. Hai cây xanh này nha. Quá xa quá xa. Này luôn. Đó. Quá trời. Đây trái đỏ nè. Ta bắt đầu mình vô. Đỏ bên này. Quá trời trái đỏ luôn. Nó xanh xong rồi mình để á, mình chưa có thời gian mình ra thu hoạch á, giờ nó đỏ luôn rồi. Xanh đỏ gì ăn được hết. À. Quá xa luôn mọi người ơi. À. Trời ơi, nó để nó lâu quá, nó héo luôn nè, nó chín héo luôn. Trái này nằm ở dưới đây. Chui cha ơi, đã quá luôn. Chui cha ơi, quá xa đã luôn. Và wow. Một nhánh ở đây mà nó mọc quá trời luôn nè. Trời ơi. Trời, cái nhánh này nó nằm, nó tàn, nó nằm qua đây luôn nè các bạn. Nó nặng, nó tàn, nó nằm qua đây luôn nè. Chùm trái nè. Giờ mình thu hoạch trái đỏ đi cho nó nhẹ. Nhẹ cành luôn. Từ từ. Khéo không thôi. Đi nguyên cái cành này uổng lắm. Ây da. Giờ nó dưới cái áo này. Bẻ nó.
Đây nó nằm bên kia, nằm bên đi. Thu hoạch hai trái dưới đây đi, rồi mình qua bên kia mình thu hoạch hai trái đó. Ôi giời ơi. Đây. Đây luôn cái nhánh này ạ. Trời uổng ghê luôn á. Nó cứng mà. Trời ơi. Cắt đi. Cắt cho nó nhanh. À cắt cho nó không có gãy cái cành hả? Đó cắt, cắt là mình lụm. Nãy mình bẻ cái nó gãy cái cành luôn rồi. Này, cây xanh bên này. Đó, mấy cây xanh cắt luôn. Đó. Wow. Quá trời, cho một chùm nè. Trời ơi, đây. Trời ơi, nó đang lớn, nó đang lớn. Rồi, lụm vô. Nhiều lắm các bạn ơi. Ôi trời ơi, chui cha. Trời nhìn nè. lủng lẳng nè. Ôi, còn mấy trái nữa. Rồi mình hái nó đi. Nè, cắt. Bẻ nó gãy á. Gãy nhánh luôn á, tội giống như hồi nãy gãy hết nè. Nhánh hồi nãy rồi đó. Đây, đó, giờ xong mình lụm. Cây này, trái này. Đó. Hoa sáng luôn. Rồi. Lụm vô. Bên kia một rổ, bên đây một rổ. Hoa sáng luôn. Trời nó nằm nó chín nó dưới quá trời luôn kìa. Nó héo khô luôn. Nắng đó các bạn. Cái mình cũng bận, mình không có ra giường được. Cái nó chín, nó héo. Dạ, kéo đâu. Cái trái này mình nên cắt đi. Không biết cái trái này nó hư, nó héo nè. Mình cắt đi. Đó. Để nó có sức sống. Này hái ạ. À. Sức sống cho nó nuôi mấy cái trái non. Ủa đây một chùm nữa. Rồi ơi nè. Trời nó nằm xuống luôn rồi. Ôi cái gốc nó, cái gốc nó hơi gãy nha mà nó vẫn còn sống. Công nhận nó sống khỏe ghê à. Khổ quá. Nguyên một vàng. Cái bên là nguyên một vàng khổ qua đi các bạn. Ra hoa quá trời luôn. Bữa mình cũng đã thu hoạch mấy đợt rồi. Cái điều này vào tháng 9 là nhiều lắm luôn nè, nhiều trái lắm luôn nè. Trồng năm nay trồng khổ qua nó hơi muộn, thành ra cái trái nó cũng ra muộn. À, này, có cái trái nhỏ nhỏ nè. Wow, trái nè. Sáng nay mình ra thu hoạch được như đây đây. Đó. Gần được một rổ mấy ớt chuông và một trái dưa hấu to. Quá xá. Ớt chuông nhìn đẹp quá ha các bạn ha. À, đúng màu sắc luôn. Đó. Thu hoạch được một chai dưa hấu to đùng luôn.
Giờ được nhiêu đây á, chuông đây nè, quá xá luôn.